Dạ, xin chào ngày mới quý vị khán giả thân thương của kênh Trang LTV. Hôm nay quý mặt của chú anh chị thấy Trang dễ thương không ạ? Dạ, hôm nay thì Trang với bạn quay phim mới chụp một cái album ảnh cho một cái thành viên mới trong gia đình Trang LTV, đó là Bánh Tét. Năm nay thì Trang với bạn quay phim có giới thiệu Bánh Tét Trà Cuông, đặc sản Trà Vinh. Thì mình có Bánh Tét Đậu Xanh nè, Bánh Tét Chuối nè, rồi có bánh tét ngũ vị nè, rồi bánh tét ba màu, và một loại nữa là bánh tét ngũ vị tứ quý. Dạ, nghĩa là mình có ba loại bánh mặn và hai loại bánh chay. Dạ, thì cứ mỗi đòn như vậy á là đòn 1 kg, riêng có cái bánh tét tứ quý á là đòn ký tư, rất là chất lượng mà cái đó đẹp ha. Bánh tét tứ quý là đẹp, ba màu cũng đẹp nữa, ba màu là ba cái màu khác nhau, mình nhìn vô là mình thấy sướng mắt rồi đó. Còn ăn á thì thôi rồi, ăn là ghiền, là muôn đòn. Có nhiều cô chú anh chị bữa giờ Trang bán, là một cái cô chú anh chị thấy Trang up hình, cô chú anh chị đặt mua cái ăn thử, lúc mà cô chú anh chị nói đòn bao nhiêu ký, em nói dạ đòn 1 kg. Trời ơi, chị muốn ngoài có bòn 700-800 mà có mình chị ăn đâu hết đâu, sao giờ mấy đòn ký ăn sao nổi. Nó dạ tại em mấy đòn ký cho nó chất lượng, chứ mình bán 700-800 rồi ăn nó không đã, rồi thêm lá rồi các thứ vô nữa sợ là nó bị hao cái bánh. Cái bữa sau chị mới nhận hàng xong, mới đến chiều thấy chị gọi cho Trang, cái Trang gọi lại chị nói chết rồi Trang ơi, đòn 1 kg mà chị ăn sáng giờ 2 cử là hết luôn rồi đó, ngon thiệt đó. Là rất là vui luôn. Đợt hôm nay là Trang mới làm tem đồ này nọ nè đó, nên là cô chú anh chị nào muốn mua bánh tét á thì liên lạc với Trang nha. Dạ rồi, bây giờ mình đóng hàng hả? Nãy giờ bạn có phim đang sạn hàng hả? Tại vì hôm nay là bánh tét mới về cho nên là bạn quay phim tranh thủ nãy giờ là gửi được một số đơn đi rồi. Xong rồi tranh thủ là bây giờ sẽ soạn để mà gửi cho các đơn đi tỉnh. Thì giờ chị Trang không đi quay đúng không? Không đi làm đúng không? Thì em chỉ còn sót đúng một đơn duy nhất ở Sài Gòn thôi, chị Trang đi giao giùm em. Còn... Ủa? Chứ còn mấy đơn bánh tét này là của ai? Thì đa phần là đi tỉnh nè, có đơn này ở Đồng Tháp. Đơn này ở tích Đà Nẵng là thường thì Đà Nẵng là gửi khoảng chừng 2-3 ngày là tới đó. Nhưng mà do mình hút chân không á cô chú anh chị, thành ra là giữ được lâu. Với lại là bánh tét này là Trang làm trong ngày, ví dụ như hôm nay cô chú anh chị đặt đi đúng không, thì Trang sẽ báo với lò vừa lao luôn, là Trang sẽ giao cho cô chú anh chị liền. Dạ, thường là bánh tét làm bạn qua phim với chị Trang sẽ tranh thủ làm ngay khi bánh còn mới luôn, chứ không có đặt liền mới gửi đó. Rồi đơn này là ở Bình Dương, Đồng Nai, rồi cái này là cũng ở Đà Nẵng luôn. Nói chung là chỉ còn đơn tỉnh thôi, còn đơn ở Sài Gòn là em chỉ còn sót một đơn, là do nãy em không có kịp đặt xe. Đơn này ở đâu? Đơn này ở quận Nhất, cho chị Trang lên quận Nhất chơi luôn. Ok, vậy để em đây đem đi giao đơn này luôn cho. Chị Trang coi giùm em chú mua gì để em bỏ vô. Ở đây chú mua một cái khô bò nguyên miếng 500g. Đây. Rồi. Ok, một cái khô bò sợi 300g. Khô bò sợi đây. Rồi, với lại một khô bò snack 300g. Đây khô bò sợi nè cô chú anh chị, cái này mình vắt tắc chứ vắt chanh vô rất là ngon. Còn cái này là khô bò snack, là cái miếng nhỏ nhỏ cỡ cái ngón tay chang vậy đó. Cái này thì mình ăn liền được. Còn xịn nhất, đã nhất vẫn là cái khô bò nguyên miếng này. Wow, cái này là mình tặng khách hay gì á là đã lắm. Năm ngoái là Trang với bạn quay phim mới bán có sản phẩm này thôi, mà rất là vui là được quý bà cô chú anh chị ủng hộ rất là nhiều. Năm nay cái Trang với bạn quay phim từ đầu năm đến giờ là đã phát triển nó được 4 loại khô bò rồi, và mới có một loại mới là khô bò que nữa. Đâu đâu bạn quay phim lấy cái khô bò que luôn, sẵn đây giới thiệu luôn cho quý bà cô chú anh chị. Giờ chắc Trang gọi Trang là nữ hoàng khô bò rồi đó. Đây, đầu tiên là khô bò nguyên miếng nha, bạn quay phim cầm đi để cô chú anh chị thấy hết được mấy sản phẩm mình. Và đây thứ hai là khô bò snack. Đó. Đây có cái thứ ba nữa là khô bò lúc lắc. Lúc lắc nó là viên cục vậy nè cô chú anh chị, dành cho những cái cô chú nào mà thích cảm giác nó nhai nhiều hơn, thì cái viên khô bò nó nén lại nó dày rất là đã. Rồi cái này là lúc lắc ha. Rồi đây, đây là khô bò sợi, và đây là cái khô bò que mới ra của Trang. Khô bò que nó là đúng cái cọng que giống như cọng đũa vậy đó, thì gọi là khô bò que. Thì nó sẽ dày hơn cái khô bò sợi một tí xíu, mà cái miếng của nó so với khô bò snack á thì nó sẽ mỏng hơn. Nói chung là Trang với bạn quay phim đã phát triển ra được 5 loại khô bò. Dạ, gọi là thế giới khô bò hả? Thì cái là làm nhiều loại như vậy là để mình đa dạng được cái khẩu vị của cô chú anh chị. Có nhiều người thích ăn miếng, cũng có nhiều người thích ăn cái sợi mảnh đó. Thì cũng nhận được góp ý của cô chú anh chị, cho nên là hai chị em làm ra nhiều loại để là ai cũng cảm thấy rằng là mình có một cái loại khô bò yêu thích của bản thân mình. Với lại cái
mùi vị á, cô chú anh chị hỏi Trang là cái hương vị nó khác khác nhau hay không, thì thật ra là nó cùng một công thức hết, nhưng mà do cái kích thước của cái miếng bò nó khác nhau, thành ra khi nó thấm vô trong cái miếng bò thì nó sẽ hơi khác một tí xíu đó. Còn cái khô bò sợi này của mình á là mình có thể ăn không được, với lại tắc chanh, hoặc là mình có thể chế biến với những món khác giống như là gỏi xoài, đúng rồi, bánh tráng trộn được luôn. Có một chị của một chị cũng tên Trang luôn, ở Mỹ, chị dễ thương lắm, chị mua quá trời luôn, xong chị nói Trang là chị mua khô bò sợi xong mà qua bên bển á chị cũng làm bánh tráng tráng nướng bánh tráng trộn như đó, y như là Việt Nam luôn. Chị nói là giờ chị bên bển là chị mua của em là chị làm được hết. Giờ em làm em quay cái gì lại ở trên bển chị làm được hết, giờ quay bánh tét nào không biết chị làm được bánh tét không. Nói chứ bánh tét thì tiếc lắm là không có gửi đi nước ngoài được. Dạ, tại vì cái thời hạn sử dụng của nó khoảng một tuần nữa mình bảo quản ngăn mát. Dạ, một ở bên ngoài một tuần thôi, với lại cũng sợ là lỡ như bên vận chuyển họ giao trễ cái thành ra cô chú anh chị nhận thì nó không ngon, nên là Trang chỉ nhận giao bánh tét ở trong thành phố Hồ Chí Minh và trong các tỉnh thôi. Và đặc biệt là năm nay cô chú anh chị mà có đặt hàng bên Trang á mà gửi ở tỉnh thì Trang chỉ nhận giao đơn cho đến hết ngày 25 tây thôi, 25 âm lịch nha, tại vì bên giao hàng tiết kiệm á, bên giao hàng gửi hàng vận chuyển á thì 25 âm lịch là họ nghỉ rồi, thành ra là cô chú anh chị nào mà đặt đơn thì Trang sẽ giao ngày 25, thì cô chú anh chị sẽ nhận được từ 26, 27, 28, 29, 30 tết. Hoặc là những cô chú anh chị nào mà muốn đặt những cái ngày sau 25 á thì Trang sẽ giao ở bến xe. Dạ, thì cô chú anh chị cho Trang biết cái tên của nhà xe mà chạy xuống cái tỉnh của mình á, giống như ví dụ như ở Đà Lạt đi ha, thì sẽ có xe Phương Trang, xe Thành Bưởi đó, thì Trang sẽ gửi cái nhà xe đó cho mình, thì mình giao cái là mình nhận trong ngày luôn, hoặc là sáng hôm sau là mình nhận được rồi. Dạ rồi, để Trang soạn cái đơn này cho chú ha. Rồi lại đi. Do giới thiệu cái quên đơn của chú ra. Đây khô bò nguyên miếng nè. À khô bò nguyên miếng là Trang có tặng thêm tương ớt với lại sa tế để chấm nữa. Các loại khô bò kia thì không có tương ớt với sa tế. Nhưng mà nếu mà quý bà cô chú anh chị nào thích ăn á thì cứ nhắn riêng với Trang lúc mà đặt hàng á, nhắn Trang là cho cô thêm sa tế và thêm tương ớt, thì Trang sẽ gửi thêm để quý bà cô chú anh chị cùng thử nha. Dạ rồi. Khô bò nguyên miếng 500g, khô bò sợi 300g, khô bò snack 300g, khô gà lá chanh 150g đó. Rồi để Trang tặng thêm cho chú cái snack rong biển, đây cái rong biển kẹp hạt, đây là cái gói mà Trang tặng thêm cho cô chú để cô chú ăn. Nhiều cô chú anh chị không biết cái này, cái đó lúc mà Trang giới thiệu xong cái ăn thử cái gói này nè, cái mua của Trang nửa ký 2 ký mang qua nước ngoài luôn, tại khô bò không mang được, cái mang được cái rong biển này ngon. Dạ rồi, này đơn có Trang mang đi phải không? Đúng rồi, chị kiểm tra đủ chưa mấy cái bánh tét này ấy nha. Ừ. Rồi còn này đơn của ai đây? À đơn này của chị Ngọc, vợ sư phụ. Mua snack rong biển đó, chị Ngọc là coi như là giám đốc kinh doanh của Trang ở khu vực Bình Chánh vậy. Giới thiệu dùm Trang cái cũng có mấy thầy cô trong trường ăn, cái chị lần nào chị cũng mua 1 ký gửi xuống vậy đó. Này để mai Trang đi họp với anh Khương để chuẩn bị ngôi sao miệt vườn á, tập tiếp theo ngày 22 ai là sẽ quay hình tiếp. Này để mai của Trang đúng không? Còn này của ai đây ta? Kiểm tra chứ mất công này chủ nhật lại. À chị này chị ở nước ngoài về, giờ chị đang ở Sài Gòn. Cái chị hay đi du lịch ở mấy tỉnh chơi lắm. Cái xong chị sẽ tập kết ở Sài Gòn, bắt đầu chị đi tiếp. Chị mua 2 ký khô gà lá chanh. Dạ. Được yêu thích lắm, nói chung là cứ mỗi lần mà chị đi du lịch xong chị về Sài Gòn chị sẽ mua một món khác nhau. Đợt trước là chị mua khô bò snack chứ khô bò sợi. Cái đợt này chị mua khô gà lá chanh. Đó. Rồi kiểm tra lại chứ mất công Trang đi rồi bạn quay phim nha. Muốn giao nữa là hết. Có con đơn nữa hả? Đúng rồi con. Hôm nay tự nhiên cái mình đi rảnh rồi mình con giao có con đơn. À, để Trang gọi điện cho chú. Trang báo với chú là mình đi giao chứ mất công chú không có nhà. Nếu mà cô chú anh chị nào mà đặt hàng bên Trang á thì thường là Trang sẽ trong thành phố thì Trang sẽ đặt ship để nhờ các anh giao hàng anh gửi. Còn ở tỉnh thì Trang cũng sẽ đặt qua bên đơn vị giao hàng. Nhưng mà hôm nào mà Trang rảnh, Trang với bạn quay phim có thời gian, cái hai chị em cũng thay phiên nhau đi giao hàng cho cô chú anh chị. Dạ. Dạ, dạ con chào chú Trinh ạ. Dạ dạ. Dạ 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 chú Trinh ơi, con Trang á, giờ chú Trinh có bên nhà không để con chạy sang con gửi hàng ạ? À có rồi, có rồi. À dạ vâng ạ, vậy giờ con bắt đầu sang hen. Dạ dạ dạ. Dạ dạ vâng ạ, con cảm ơn chú. Dạ. Dạ 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 rồi, cảm ơn con nha. Dạ dạ. Chú giống Trang hả? Về về về. Dễ thương. Đó, mỗi lần mà Trang đi gặp cô chú khán giả là thấy vui lắm. Đó, bao vị Tết của Trang nè cô chú anh chị.
dễ thương không? Món Tết là tụi mình bận đồ về bán đó nha. Hơi cực. Cực sao cực, dễ thương mà. Tại vì cái này kiểu tay áo và đồ với nó màu trắng nữa sẽ dơ lắm. À ok, nhưng mà bận gì cũng được, nhưng mà hôm nay cô chú chị thấy Trang với bạn quay phim dễ thương không ạ? Thôi bây giờ Trang đi giao hàng nha. Cảm ơn bạn quay phim gì, bạn quay phim đóng hàng ha. Dạ rồi, xin nó gặp lại cô chú anh chị. Dạ bây giờ thì Trang đã đến cái địa chỉ của chú nhắn rồi. Nhưng mà ở trên đây thì ghi là 30 Lưu Văn Lan. Tới đây là chỗ khách sạn, một khách sạn ở ngay chỗ quận nhất luôn. Chắc Trang nghĩ là cô chú là một là ở tỉnh lên Sài Gòn chơi, hoặc là chắc là ở nước ngoài về. Thì hôm nay sẵn mình đi giao hàng rồi mình Trang quay clip lại để làm kỷ niệm. Nếu mà Trang có thời gian chắc Trang cũng sẽ đi giao hàng xong rồi quay clip kỷ niệm lại với tất cả khách hàng của Trang luôn. Cảm ơn quý bà của chú chị. Dạ con xin chào, cho con xin phép quay clip được không? Dạ chơi cô. Thôi quay chung kỷ niệm không mà. Quay kỷ niệm mốt vừa mở xem. Không sao đâu. Cô cũng muốn quay đó, thành ra cho chụp hình cảnh. Con chào chú. Vui quá. Vui quá, coi bao nhiêu lâu nay rồi. Ở chú là từ ở đâu vậy? Bên Úc. Bên Úc nha. Có nhắn mấy lần rồi. Mà Trang nó không có gửi qua Úc được. Đâu mà đợt này con có dịch vụ gửi qua được rồi đó. Để chụp tấm hình kỷ niệm. Không sao. Sẵn hôm nay con chụp hình Tết ở nhà nên là con bụng bà ba đi luôn. Mình nóng quá, ba đi uống nước đi. Chắc ở đây trước đi chú. Con quay clip con sợ qua bên kia nó ồn. Con mời chú ngồi. Mời con ngồi nha. Vui quá. Con thấy tên Facebook của chú là con thấy là hình như cũng hay xem bình luận kinh con lắm. Thì con thấy cái nick đó con thấy quen lắm. Con mỗi ngày hả? Khương Dừa rồi mấy người kia đó. Theo thứ tự đúng không chú? Cứ bấm lên là sẽ coi lần lượt như vậy. Clip mới là coi à? Hay quá, ở ngoài được quá ha. Muốn mua ăn lâu rồi, sầu riêng nữa chứ phải không nào? Vậy là chú xem tụi con lâu là lắm rồi, từ hồi mà như Khương Dừa trước. Anh Khương làm clip đầu tiên mà, làm kênh đầu tiên. Đúng rồi, sau đó mới đầu mới có người nhiều người vô. Rồi gì Phương. Phương nữa. Rồi Ngân. Thích nhất là mấy người đó, Ngân. Rồi sau này có Mai á, Mai mới lên. Thì mình thích Mai nữa, giọng Mai cũng thích. Mai nói cũng thích rồi, cũng thấy vui. Thấy vui lắm, thấy rất là vui. Về đây nói là thôi phải về đây quyết định, tại về đây 2 tuần rồi. Nhưng mà đi nha Vũng Tàu với Đà Lạt cho nên không có mua được con bò. Em nói thôi phải về đây, phải bắt buộc mua mới được. Phải ăn thử. Phải về đây mới được. Trời, nó như là mục tiêu mà cô chú về Việt Nam là phải ăn con bò. Mục tiêu đó. Gặp Trang. Thích Trang nói chứ nhiều nhất. Coi mỗi ngày ha. Cô thì ít coi hơn, nhưng mà chú thì coi nhiều hơn. Không, nhưng mà con thấy lúc mà nãy giờ Trang xuống là cô ngại, cô không muốn xuất hiện trên clip. Nhưng mà cô đứng sâu chứ chị cầm máy chụp. Nghĩa là con biết chắc cô cũng quý con nhiều lắm. Món mà cô với chú về cái xong mà mở cái clip này lên coi lại có kỷ niệm với con. Nói bắt buộc mà cái tình này về là phải gặp con đó. Là con là một trong những gạch đầu dòng là phải làm khi về phải này. Làm á. Phải làm. Cái này không phải nói dở, là phải làm về mới được. Tại vì mấy người kia Thương Dừa khó rồi, không nói khi nào có duyên đi. Khi đó là người đó có duyên, nhưng mà chú coi của con nhất thích. Là quay con nói. Nói chuyện này thích giống vậy đó. Ngân thì cũng thích nhưng mà cũng không bằng. Như cái đầu Ngân nói chuyện thì hơi giống teen hơn, kiểu trẻ trung hơn. Còn nói giống như là tại chắc con cũng lớn tuổi hơn. Nhưng mà cái đầu quê con nói nó khác chút. Khác hơn khác chút. Rồi Mai về sau này cũng thích nói chuyện. Cũng hay. Kiểu như mà mọi người những việc con làm. Cảm ơn cô chú. Cố gắng, chú cũng cố gắng, bên đó cũng làm cố gắng. Con cũng cố gắng, chú thích những người cố gắng. Mình làm gì phải cố gắng, có tâm. Giống vậy đó, thích giống vậy. Mình làm gì cũng phải vậy hết. Đúng rồi, phải kỹ. Kỹ cái gì cũng vậy, giống như chú dạy học đi. Bên đó đi, chú đi làm, ở bên nhà mình phải là kỹ.
mình thấy con người ta coi người ta như con mình vậy đó, mình dạy con người ta phải coi như con mình thì mình mới thấy thích. Còn nếu như con kêu cái khô thì em khô bò phải không? Em bé khô bò, em bé khô bò đó, chú cũng thích vậy đó. Cái đó là hay. Không, cũng có nhiều cô chú thích thích nha, cũng có nhiều cô chú cũng góp ý con là nhìn nghe nó hơi hơi con nít quá, nhưng mà con riêng con thì con thích gọi là em bé, tại vì con cưng lắm, con đúng như chú nói là con với lại con chăm nó kiểu như là con bán hàng cái con phải đợi nha, con canh cái đơn nó tới chưa, xong cái cô chú tới là cái con sẽ nhắn tin hỏi là tới rồi, hoặc là con kiểm tra đó, con kỹ từng chút vậy đó, con kiểu như là giống như là con của mình mà mình đem gả cho người ta, nó giống vậy đó. Đúng rồi, vậy mới được, thích vậy đó. Với lại làm gì nó phải đàng hoàng là vậy đó, tại vì mình coi trên clip đó thì thích rồi, giống như hôm qua coi cái gì á mình vườn đó, cũng thấy hay. Trời ơi, mà cô chú về đây là dành tranh thủ thời gian để đi du lịch đi chơi rồi, mà cái tối là cũng tranh thủ mà coi clip vậy luôn, cập nhật vậy luôn. Có nghĩa là gì nè, đi chơi cô chú đi chơi không phải đi cho chết, đi relax. Mình thích đi mình đi, mình thích ở nhà thì mình ở nhà, chứ không phải là mình đi cho chết. Cô chú về hồi xưa giờ cũng nhiều lần lắm rồi, thì coi như là chỉ vì cô Covid mới không đi thôi. Chứ mà khi đi mỗi một năm đều đi nước ngoài chơi hết à, rồi thì năm nay đáng nhẽ năm nay về lâu hơn, nhưng mà tại vì Covid á, cho nên không có biết là nó có mở cửa hay chưa. Nên cô chú đã biết, đã book như tour bên Úc hết rồi, trước rồi, cho nên mình nhét vô là 2 tuần thôi, chứ thật sự ra không muốn đi, chưa vì muốn đi Việt Nam, cho nên mình thấy ai cũng về Việt Nam hết, mình thấy thôi mình về chơi luôn, chứ không phải là mình đi chơi, đi về con trước á, êm á, cái quan trọng nhất là cái đó đó. Trời ơi, nghe cảm động quá trời. Go của chú là về đi ăn, thì phải về đi ăn rồi phải gặp con chứ trời. Trời ơi, cảm động. thiệt, cảm động thiệt, không có ngờ là có người người coi như là con với chú là người xa lạ đó, mà ở một vòng trái đất luôn, mà nhờ YouTube mà kiểu cô chú xem con từ hồi con mới làm tới giờ, xong rồi quý con mà đợt này về Việt Nam, thì mỗi lần mà mình dành số tiền mình về Việt Nam mà đi chơi đâu, mình sẽ muốn tranh thủ thời gian để mình làm nhiều điều, mà con được là một trong những cái gạch đầu dòng đó, rồi xong rồi cô chú mong muốn gặp con vậy là quý lắm. Thì thấy về bị miss out mấy cái gì đi. Đi coi cái gì á, Ngôi sao miệt vườn á. Ủa cô chú ở đây kịp đến ngày 22 tháng 12 không? Thứ hai về rồi, thứ ba về rồi. Chú không có định về Việt Nam hôm nay. Đi chơi ở bên nước Úc rồi. Vì thấy ai cũng về hết, thành ra nhét. Ráng cố gắng 2 tuần. Chưa có được về. Nhưng mà cái list đầu dòng là con đó. List đầu dòng luôn. Trời ơi, mừng quá. May mà đúng là cái ngày chủ nhật này là con đúng một ngày hôm nay đó, chứ hôm qua là con cũng đi chung với anh để làm cái livestream á, để kêu gọi. Sau ngày mai là cũng đi họp để chuẩn bị tiếp rồi. Thành ra là nguyên tuần sau là tối nào cũng sẽ bận hết. Đúng là riêng là chỉ có hôm nay thiệt sự là rất là có duyên. Có duyên mới được. Được gặp vui quá trời. Đây để con gửi cho cô chú. Ủa mà cô chú Minh đi đợt này về là có đi hai cô chú thôi. Không, có một gia đình luôn chứ chú chú đi là muốn một cá của gia đình. Chứ không bao giờ đi riêng á, ba đứa con nữa. Vậy vui quá. Vậy tính là anh chị lúc này cũng đang nghỉ hè hả chú? Bây giờ là nghỉ hè đó. Đúng rồi, đã là nghỉ hè đó. Đúng rồi, bây giờ là nghỉ hè đó. Cho nên nó đi luôn. Nó là thôi. Tại vì thường thường là nhà cô chú vẫn còn đi làm. Tại vì chú dạy học nó còn 2 tuần nữa thì mới được nghỉ. Nhưng mà mình nếu mình 2 tuần nữa thì lại đúng cái gì đi chơi kia, mình đã book rồi, máy bay hết rồi. Thì mình nói mình thôi xin người ta nghỉ 2 tuần trước. Nói thôi mình nghỉ luôn, xin lên xin nghỉ luôn rồi cho học sinh của chú, tại vì chú dạy thêm ở nhà nữa. Lâu lắm. Cho nên chú nói thôi về dồn lại. Cho nên trước khi về là dồn học sinh lại đúng, cố gắng dạy cho tới cho nó dọn về. Với năm sau không có dồn nữa. Nhưng mà bên kia là chú dạy học gì hả chú? Thì học ở cho Úc á, cho mấy người Úc á dạy toán lý hóa. Chú dạy có học. Chia cấp không chú hay là ai chứ cũng dạy ạ? Nó gọi là high school. Đó là high school, có nghĩa là trung học. Trung học á là chỉ là từ lớp 7 đến lớp 12. Như chú dạy lớp 11, 12 không là chỉ đa số. Lớp 1, 12 rồi
rồi trên nó cũng dạy học thêm, anh nghe lâu dưới đây ở Việt Nam cũng vậy. Dạ. Mấy đứa nhỏ giờ cũng học dữ lắm. Dạ. À, cô chú là ở Úc là bao nhiêu năm hả cô chú? 1991, lúc 18, 19, 19 tuổi. Dạ. Đúng rồi, 19, 20 tuổi. Dạ, vì đây cũng gần 30 năm, 31 năm rồi. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà lúc mà cô chú quen nhau bên bển hay là lúc ở Việt Nam quen? Học uni á, học uni. Dạ, dạ. Cô học uni rồi, chú học uni. Dạ. Hai gặp gặp gì đó rồi, quen luôn. Dạ. Dễ thương. Dạ. Quen từ hồi sinh viên xong rồi kết hôn như thế. Cô cực chú lắm lắm, chứ không phải giỡn đâu. Tại chú đâu có gì đâu, hồi mới qua mà. Dạ. Chú mới qua đâu có biết tiếng Anh gì, không biết gì hết. Dạ. Thì cô đi chung cũng lâu mà. Dạ. Chú cố gắng. Mình gì phải cố gắng, yeah. Chứ không phải là cố gắng rồi bây giờ thì thoải mái. Yeah. Giờ chú giờ rảnh đi chơi thôi à, nhiều lắm rồi, đi khắp nơi với chú hết à. Dạ. Cho nên giờ đỡ rồi, giờ mình relax rồi. Dạ. Yeah. Relax rồi, không có, còn với bọn trên không còn cố gắng gì nữa, giờ mình đi chơi thôi. Dạ, tận hưởng. Dạ. Yeah. Yeah. Không, nghe vậy vui chứ mà nếu như ba mẹ con cũng vậy, lúc đi làm xong giờ nghỉ rồi cũng không chịu đi chơi nữa, cũng tiếc rồi, cái cũng nói thôi để dành tiền nọ, không giống như chơi, cái con cũng phải động viên hoài, con cũng nói thôi ba mẹ đi đi để không phải là mình thư giãn không, mà còn mình học hỏi thêm, mình biết thêm nhiều cái hay ở nước ngoài đồ này nọ nữa. Chứ lúc đầu xưa thì ba mẹ con không chịu đi đâu, xong bắt đầu cái đi cái con chụp hình cái về úp lên cái người bắt đầu người ta khen, cái xong nói chuyện cái hỏi thăm biết gì đó, cái kiểu cởi mở hơn, cái chịu hơn. Dạ. Chứ hồi xưa thì cũng kiểu ngại lắm, cũng không chịu đi. Đi chơi từ nhỏ chúng ta đi chơi. Chứ đó là cô mới trẻ mà con nhỏ cô mới có 2 tuổi là đã sắp đi rồi. Dạ. Chú thích đi chơi lắm. Anh hồi xưa mình không có tiền đi. Dạ. Không đi được. Dạ. Bây giờ chú cố gắng làm để nó đi. Dạ. Bây giờ muốn đi đâu đi. Yeah. Mình muốn không có sự ngại nữa đó, gì tại vì ba má con không thích đi thì chú cũng hiểu. Yeah. Tại vì ở bên chú cũng vậy nữa. Có nhiều người cũng vậy, vì con cá nhiều hơn. Dạ, đúng rồi. Thôi bây giờ mình nhịn chút khỏi đi cũng được, mình thấy tivi được rồi. Dạ, đúng rồi. Thì mình để cho dành cho con cái. Yeah. Đúng không? Yeah. Người Việt mình mà. Yeah. Thì chú mới nói cũng vậy, nhưng mà chú may mắn hơn. Yeah. Mọi người. Dạ. Yeah. Cũng may mắn hơn mọi người, chú cố gắng làm rồi nó tự nhiên nó được. Dạ. Yeah. Chú được rồi. Bây giờ chú khỏi phải đi làm, khỏi cũng làm gì hết. Yeah. Nó cũng khó tiền nữa, hiểu không? Có nhiều người thì người ta cũng hơi cực hơn. Dạ. Cái đó số hên của mình nữa, chứ không phải là không. Dạ. Yeah. Cố gắng là một chuyện mà số hề nữa, với con đi con làm những thứ này. Yeah. Rồi từ từ nó cũng giống như con làm gì đi. Yeah. Nó cũng có một cái việc chính, một cái việc phụ. Yeah. Đúng không? Bây giờ chính trước. Yeah. Rồi sau khi mà cái việc phụ mình thành công rồi thì nó thành là việc chính. Yeah. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu. Hồi xưa chú đi làm đi. Yeah. Chú đi làm lương bên đó đi, mới đầu ra cũng đâu có nhiều. Yeah. Đúng không? Yeah. Từ từ cái tự nhiên chú suy nghĩ, mình mới ngồi suy nghĩ với con vậy đó, chứ bây giờ mình làm gì đây. Mình muốn làm giàu nhanh thì mình làm gì. Mình ngồi suy nghĩ coi cả năm trời, chứ phải ngồi suy nghĩ coi mình làm gì. Mình giỏi cái gì. Thì mình nói sao nhiều người thiếu thầy giáo dạy học thêm. Mình tại sao mình không làm. Rồi mình dạy học thêm. Rồi cái logo của chú là cái gì. Giống như con có logo con. Chú có một cái motto, gọi là motto đó. Thì chú nói chú chỉ dạy người Việt thôi, chứ không có dạy người Úc. Bên đó là vậy, chú dựng bất nhiều người Úc gọi chú hay là người nước khoác gọi chú nói không. Chỉ dạy người Việt thôi. Chứ không có dạy người khác, thiếu gì người ngoài kia mình đi ngoài kia đi. Nếu như mình làm một cái gọi là business thì nó phải có một cái gì người ta tin tưởng mình. Mình đừng làm sai cái đường đó. Thì giống như vô con nói là cái chú có bò thương quá. Thế là mình stick với lại còn chú vậy, chú stick với người Việt chú bây giờ. Nhưng mà cũng như người Việt mà ở tiểu bang của chú thôi, hay là phải chắc phải tiểu bang đúng không? Tiểu bang đúng rồi. Bây giờ chú không thích online nữa. Chú nói thẳng người ta không online. Mình làm gì nó phải có feeling. Dạ đúng rồi. Chú con làm cái này đi, con phải feeling với cái nó. Dạ. Con làm cái gì cũng phải feeling. Tuy nhiên là chú dạy học sinh của chú cũng vậy. Con làm cái gì nó phải có feeling trong đó. Dạ. Con phải có cái tâm trong đó, gọi là tâm đó. Dạ. Thế không giống như chú nói là mình muốn chạy, mình muốn đánh đờn hay đi. Cái một người đờn hay với lại khác một người talented. Có hiểu không? Talented với lại một người very good. Với mình nghe mới đầu thì nó cũng giống nhau. Nhưng mà một cái nốt mình đánh lên là mình biết là người ta có talent hay không. Tại sao? Tại mình có cái feeling. Thì mình nghe là biết có feeling rồi. Còn cái người kia nó đánh hay, hiểu không? Hay với một người
phiêu lịch hai khác nhau. Yeah. Thì chú cũng giống vậy, chú dạy học, học cũng vậy. Mình thích chú là dễ sao? Mình nói thẳng, con không được, nếu mà không được con nghỉ đi. Chứ không phải là vì đồng tiền mà mình hồi con kệ nó đi, nó muốn chơi game rồi đó cũng được. Mình miễn sau, miễn sau giờ đi về. Đưa cho đống bài tập, nó khác, coi như mình phải nghĩ ra cái gì nó khác hơn mọi người để cho mình đánh vô. Với lại là kiểu chất lượng nữa, kiểu như các bạn mà học chú là khó thì khó, nó thẳng thì nó thẳng, nhưng mà mấy bạn nó phải cải thiện hơn cái lúc mà không học. Đâu, một người dạy giỏi đâu phải là nó phải hai bên mới được, chứ không phải là một bên. Chú có dạy giỏi bao nhiêu ông thằng kia nó cũng không có listen đi. Nó listen to us, so what are you going? Đúng không? Dạ đúng rồi. What's the point? Thì chú nói thẳng thì ba má nó dạy, ba má nó không bao giờ dặn chú đó. Nó thôi, vậy thì chú cho nó nghỉ. Ok, cho nó nghỉ. Không có gì đâu, coi như mình làm gì vậy nó có tâm thì nó mới thành công. Làm cái gì vậy, giống như coi clip của mấy đứa con vậy đó. Thấy thích là tại sao mình làm gì vậy, phải tâm phải cực khổ mới được chứ, sướng quá nó không, mình không biết quý. Nhiều lúc cũng cực quá tính bỏ, xong phải nghĩ lại thôi chắc chưa đủ cực nữa, phải làm tiếp. Làm tiếp cái nó lại ra. Nên là sau này cứ gặp cái nào khó khăn cái lại nghĩ là chưa đủ, mình chưa đủ, mình phải làm nữa, cái mình lại ra. Chú về đây chú thấy con làm cực, nhưng mà như cái xã hội nó vậy, xã hội không như bên kia, bên kia nó hơi lè phè hơn, thoải mái hơn hả? Thoải mái hơn, làm gì nó cũng dễ hơn, rất là dễ đối cho bên kia mấy người nó về lazy, they're really lazy, not like us, không có active very hard, mình work very hard, có nghĩa là mình có đầu óc suy nghĩ, mình chỉ cần suy nghĩ chút là chứ con bên kia là chắc là thành công, tại vì nó thì con suy nghĩ nhiều, chú chỉ cần chút mà, cũng như một năm trời chú ngồi suy nghĩ coi làm gì đây, vạch ra định hướng của cái năm rồi, chứ mình có nhiều người bên đó, người thật sự ra có nhiều người cũng không phải là giàu sang gì đâu, mình bên đó người cực lắm, chứ không phải là chú nói không phải là dễ đâu nha con, cũng cực khổ lắm, nhưng mà nó đối với cực khổ bên đây thì không bằng bên đó, không bằng bên đây thôi. Tôi không làm con tìm chú cần feel it, người đây đó, mình deal with people here is hard hơn mà đây. Chú cần thấy con work hard lắm, tại vì người bên đây đó chú cần feel it, chú cần feel it's pretty bad. Mấy đứa con chú đi ngay cả chú đi đối chú không có thua gì ra mấy chục đồng mấy gì trăm ngàn đó anh, chú không thua gì hết, nhưng mà mình không được giống vậy. Đúng, chỉ có là biết people give to you, you get it, you don't need to tell them you need it at all. Đúng rồi. Giống như bên đây nó hơi khác được cái vậy. Thì taxi đi chắc nhồng chú biết chứ không để ý thôi, chứ không cần nói thôi. Nhưng mà sau khi đó chú nói là chú trả tiền xong, chú nói à mốt con đừng làm vậy, chú biết chứ không có đừng làm như vậy. Mình làm gì mấy chục ngàn cũng được, không sao. Nhưng mà chú sẽ cho hà, chứ không phải là chú không cho. Nhưng mà đàng hoàng thì mình biết. Chứ giờ ai cũng phải thấy cho mấy con đi cực quá. Như gì bom hàng cái gì đó. Hơi lạ nha, con bên đây sao không lấy tiền trước mà phải. Tại vì đa số mà các cô chú mà mua hàng con là khán giả kinh con, hay là cũng là các cô chú lớn tuổi. Thì người Việt Nam thì đa số các cô chú lớn tuổi thì không có xài thẻ ngân hàng, hoặc là không có xài online, thành ra không có biết cái chuyển khoản. Đó, nên là đa số các cô chú mua là toàn là tới nhà đi xong rồi đưa tiền. Đó, thì coi như là cũng nhiều, lúc đầu thì con cũng thu tiền trước, nhưng mà xong rồi cái cũng có nhiều cô chú muốn mua hàng con thiệt, gọi điện cho con cũng ở tỉnh, ở Sài Gòn cũng có luôn, mà cô chú nói cô chú không biết xài online, không biết chuyển khoản, cái con cũng gửi hàng cho cô chú, cái cô chú cũng mua nhận rất là vui vẻ. Và nên là con thấy là hơi không sao, coi như cái này mình cũng là giới thiệu cái món ngon cho các cô chú, các khán giả của mình dùng mà, nên là thì mình cứ bán đi, còn nếu mà không được đơn nào thì coi như là mình xui đơn đó. Thì nhưng mà cái hôm bữa thì xui thiệt. Cái đợt đó thì xui thiệt. Hơi là lạ, ở đây hơi là lạ thì sự ra đâu có đâu. Tôi thấy bên kia tạo tiền trước không à? Tại bên kia là coi như ai cũng xài online banking, còn ở đây thì là các cô chú lớn tuổi như không xài, như ba mẹ con nhà là ba mẹ con không xài. Như là bên này cũng hay lừa đảo thiệt. Con cũng phải, you know what I mean, like chú biết xài đi con, chú biết xài chứ. Giống như mình con chuyển khoản đi rồi mình trả lại con mình. Nếu mà người, nhưng mà tại vì cái môi trường với lại bên kia, nếu mà mình con nghĩ là nếu mà hơi khó khăn xíu á
là kiểu như người ta sẽ nói vậy thôi, mua cực qua, mua đại ở ngoài đi đi, nó vậy đó chú. Dạ nó vậy á, thành ra là mình bán thì con cũng muốn tạo cho cô chú thoải mái nhất. Dạ, dạ, với lại cũng là cô chú khán giả không à, xã hội đúng rồi. Dạ. Cái ba cái xã hội chứ nó không có relax ha, nó không có relax rồi bên kia. Chú con gọi chú cái chú nói trời sao con lâu vậy, con nghĩ có bị gì không đây, tại vì chú không thích con đi buổi chiều tối gì lắm. Dạ dạ chú đừng nghĩ là thôi để chú con ship tới đi. Dạ rồi nó thôi cố gắng lên để chụp hình cả trời dư á. Tại sáng thì lúc chú nhắn cho ông 12 giờ, lúc đó con đang đi ở ngoài, thành ra là con cũng không muốn ship, nhưng là hôm nào mà con rảnh là con muốn có bao nhiêu đơn Sài Gòn là con sẽ đi giao để con gặp cô chú. Dạ tại cũng một phần là cô chú quý con, xong rồi muốn mua ủng hộ đó thì mình gặp thì cũng cảm ơn, cảm ơn cô chú. Dạ đó nên là hên quá là ngay dịp chú về, chú với cô về nên được gặp luôn. Dạ con có tiêu rồi. Mong là cái này cô chú ăn sẽ ưng ý à. Dạ chứ nó hết quay rồi cô chụp với con ha. Dạ dạ con có cái bút không? Dạ bút về đây. Ký tên cái này. Ôi vậy hả? Dạ. Mang đi về Úc nè. Dạ. Cái này mang về được. Mấy này ăn không phải ăn rồi. Dạ. Cái miếng này phải ăn. Dạ con ký cái bút. Dạ ký tên đây đi. Dạ chữ ký con nít lắm luôn á. Dạ. Nó rồi, không có mấy cái này không có thú gì. Dạ. Có clip mới thì chú coi gì. Dạ. Ký đây luôn hả chú? Dạ ký vào trước mặt luôn. Trời ơi mặt tiền luôn hả? Tiền chứ. Xịn ra trời. Tại vì mỗi lần chú đi đâu chú đều collect mấy cái để cho một cái cho cái tủ. Dạ. Trời vậy là quá dễ thương, quá kỷ niệm luôn á. Thế họ tên con. Dạ rồi. Cảm ơn cô chú. Dạ. Hôm nay là 11 tới tháng 12. Dạ, cho cái ngày để mình nhớ coi ngày nào. Dạ, để kỷ niệm. Trời con không ngờ có ngày con được ký tên vậy luôn. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Idol mà. thiệt là hồi xưa giờ là mình đang đi xin chữ ký của anh ta thôi chứ chưa bao giờ mà được ký tên, không bao giờ nghĩ là mình có một cái sản phẩm riêng, xong có túi riêng, là xong bây giờ còn được ký tên cho một cô chú khán giả yêu thích mình nữa, thật sự rất là vui. Dạ nhưng mà chắc phải về tập lại chữ ký quá. Chữ ký hơn thật lòng không sao. Dạ thật lòng con. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ cái gì cũng thật lòng hết á. Dạ đẹp đẹp rồi con. Dạ cảm ơn chú nhiều. Mong là cô chú còn ngày thứ hai thứ ba ở đây là sẽ ăn hết những cái món ngon ở Việt Nam, coi như bữa giờ là còn sót cái gạch đầu dòng nào thì sẽ làm được hết. Cái này là cái nhất rồi. Không có cần mấy cái chi ăn hết rồi. Ủa chẳng lẽ ngày thứ hai thứ ba chỉ ăn cái này thôi, cũng phải ăn những món khác chứ. Ăn cho nó có ăn thôi. Dạ chứ còn cái ăn này hết bởi mới nói là sợ quá. Dạ là chị sợ là đi sợ là ăn không được không hết. Yeah. Cho nên đấy mình cho nên phải ăn ngày mai thì muốn phải ăn hết mới được. Yeah. Phải ăn hết trước khi đi. Có khi giờ con đi cô chú mà quay xong cái cô chú lên ăn liền á chứ. Không ăn liền rồi phải rồi bắt buộc. Dạ cảm ơn cô chú nhiều. Thôi đến đây thì Trang xin phép tạm dừng clip này để có thể trò chuyện với cô chú được nhiều hơn. Dạ xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi cùng Trang. Dạ xin cảm ơn chú và cô rất là nhiều. Ở phương xa lúc nào cũng xem clip của con, xong rồi hôm nay về rồi dành thời gian cho con, rồi xong rồi có những lúc nào con nhớ cái tên nick YouTube của chú, thành ra là lúc mà chú nhắn Facebook của con là con thấy quen rồi. Hôm bữa là con mới trả lời YouTube xong là hôm sau là chú trả lời Facebook con liền á. Dạ tại vì đáng là trả lời liền mà lại đi tới chiều. Dạ cho nên chưa có trả lời được chứ không phải là trả lời rồi. Dạ tại con là con xuyên đọc bình luận với trả lời lắm, nên là cô chú nào mà nhắn là con nhớ à. Thấy có để ý nữa mà. Dạ có để ý là gánh tim đó. Dạ như á, nghe là người thật việc thật ha, coi như là người hay bình luận trên YouTube của con, hôm nay con đã được gặp. Cảm ơn chú nhiều. Thôi xin tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Bye nha.